Blue de Chanel, một trong những chai nước hoa kinh điển, gần như là ai biết tới mùi hương thì đều phải sử dụng qua em này. Nhưng mà liệu chúng ta có một chai nước hoa nào giống với chai nước hoa này với một cái giá rẻ hơn không? Tại vì các bạn biết rằng là những cái sản phẩm của nhà Chanel bây giờ thì càng ngày nó càng lên giá. Và video ngày hôm nay thì sẽ là một chai nước hoa giống với Blue de Chanel nhưng với cái giá rẻ hơn bằng 1/3 khoảng đó. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là gì nhá. Trước tiên chúng ta tìm hiểu qua một chút về Blue de Chanel. Thì em này mình đã có một cái video review, đó là năm 2020 thì có nên mua em này được không. Thì bây giờ thì cũng đã gần 2 năm rồi, nhưng mà thực sự thì với quan điểm của mình đến hiện tại nó vẫn là như vậy. Thì các bạn có thể xem lại cái video đó. Còn với mùi của Blue de Chanel thì có lẽ là không phải nói quá là nhiều. Nếu bạn nào mà ngửi qua thì sẽ nói là đây là mùi giống với Romano, giống với X-Men, những cái dầu gội đầu, những cái sữa tắm. Nhưng mà thực chất các bạn ạ, tại vì mùi hương này nó quá là nổi tiếng, nó quá là thành công, nên là các nhà như kiểu X-Men, Romano thì họ sẽ làm những cái mùi hương mà cho làm những cái sữa tắm và cho thêm những cái hương liệu giống với mùi này vào để có thể bán chạy hơn, gọi là búng phê một tí đó, kiểu như vậy. Thế nên là cái việc mà các bạn ngửi Romano hay ngửi X-Men mà nó giống với cái mùi hương này nó không có gì là lạ cả. Đấy là chuyện rất rất bình thường thôi. Và em này thì nó có 3 phiên bản. Thì đầu tiên đó là cái phiên bản EDP và phiên bản Perfume, mà mỗi một cái phiên bản nó cũng sẽ phù hợp với những cái độ tuổi khác nhau. Còn về mùi hương nó cũng sẽ thay đổi hơn một tí, là càng về sau, những cái phiên bản về sau nó sẽ càng tối hơn. Còn trên tay mình đây đang là phiên bản EDP. Và mình thì luôn nói với các bạn rằng nếu như mà là dùng hai chai nước hoa nổi tiếng ấy, đó là Dior Sauvage thì hãy dùng EDP, còn Blue de Chanel thì hãy dùng EDP. Thì EDP ngày xưa mình bán rồi, thế là mình chỉ giữ lại một con này thôi để làm video có cái gọi là đưa ra cho các bạn xem đấy, kiểu như vậy. Và em này thì mở đầu với cái tông mùi kiểu cam chanh một chút tiêu, dry down về sau là một cái mùi ngọt cùng với một chút gỗ ấm áp ngọt ngào, rất là nịnh mũi. Cái điều đấy thì không phải nói nhiều nữa. Và nhiều khi có những người chưa biết tới nước hoa, chưa dùng bao giờ nhưng mà đã nghe đến em này rồi, và em này thì cũng ngập tràn fake luôn, quá chuẩn luôn. Đó là mùi của Blue de Chanel. Còn đây chúng ta có một cái phiên bản clone giá chỉ còn tầm 1 triệu đồng, tầm trên dưới một tí. Đó là Jet I Am King Li Perfume của G Palace. Mình sẽ để cái tên ở phía dưới thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nhá. Một cái thiết kế màu đen trông cũng khá là giống đúng không? Đây, để hai chai, chỉ một chai nó làm theo cái hình kiểu vuông, còn một chai làm được hình chữ nhật. Và các bạn biết là Blue de Chanel ấy thì họ có một cái rất đặc trưng, đó là cái nắp 500 hút. Đấy, tự xoay logo, dù các bạn để ở nhà để nó vẫn sẽ thì nó vẫn sẽ tự xoay về đúng cái logo của nó đây nhá. Đó, thì em này họ cũng có một cái logo, đó là hình con sư tử ở trên này, và trên đầu này cũng là sư tử. Và cái hay nữa đó là cũng nắp 500 cũng tự xoay luôn đó. Nhưng mà có một điều là về cái nắp 500 của cái hãng này thì ví dụ như Chanel thì họ sẽ xoay về đúng cái logo như này, ngang như này. Em này thì nếu như các bạn để dọc ngay nó sẽ xoay về đây, nhưng mà nếu các bạn để hẳn lệch chiều sang bên này thì nó lại xoay về bên này, có nghĩa là nó không cố định được về một hướng mà nó sẽ sang hai hướng. Thì đấy là một cái điều khác biệt. Và về cái thiết kế của em này, nó thật là hay là tại vì mình nhìn qua Blue de Chanel quá là nhiều rồi nên là mình nhìn xem này có cảm giác nó còn sang xịn hơn. Chỉ có một cái điều là nó ra cái chữ Jet I Am King ở đây này. Họ làm cũng giống phiên bản Perfume nhưng mà có cảm giác là nó cái nét chữ nó hơi phèn một tí. Đấy là cái quan điểm của mình nhá. Đó, nhưng mà về thiết kế thì không có gì để bàn cả. À, làm tí vòi nhá. Vòi rất là ổn nha, đừng đùa. Vậy thì cái mùi hương của Jet I Am King Li Perfume này nó sẽ giống phiên bản nào? Đấy là điều quan trọng. Tất nhiên nó sẽ mang cái DNA của Blue de Chanel rồi. Thì với cái cá nhân mình, em này nó giống với cái phiên bản Perfume ở cái top note. Đó là khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy một cái tông mùi cam chanh. Mà nó thẳng luôn, nó là giống cái tông mùi Romano X-Men. Nó đúng cái DNA của cái Blue de Chanel luôn. Và ở đây thì sau khoảng tầm một phút xịt thì các bạn nhận thấy một cái tông mùi, nó có hơi kiểu cái mùi rau mùi. Các bạn ngồi, các bạn cho vào, các bạn giã ra, ngâm nước xong các bạn giã ra, nó có một cái chút hơi kiểu gọi là cái mùi đặc trưng của rau mùi ấy, cùng với cái tông mùi cam chanh đến một chút ngọt ở đằng sau. Thì em này nó giống hệt cái phiên bản Perfume. Mình thì có cái vai của Perfume ở đây thôi, còn mình không có chai
Blue de Chanel perfume này là khi mà mình side by side hai mùi với nhau, mình có cảm giác là mình đang xịt cùng một mùi, đó là Blue de Chanel, chứ mình không hề có cảm giác là đây là một cái phiên bản clone. Thì đấy là một cái điểm mà mình chấm khá là tốt. Em này làm top note cực kỳ giống, không thể nào nhận ra được luôn, gần như là chắc là tầm 90-95%. Và khi mà dry down ấy thì các bạn sẽ nhận thấy rằng nó lại có cái xu hướng ngả xuống cái phiên bản EDP. Có nghĩa là cái top note nó giống perfume nhưng mà khi mà dry down nó lại có cái tông mùi nó sáng hơn và nó có một cái độ ngọt nó ít hơn so với cái phiên bản perfume. Và cái mùi hương này thì với khi mà mình ngửi, nghĩa là mình side by side hai mùi ở cái phần khỉu tay này, thì về cái độ tỏa hai em nó như nhau, nhưng khi mà mình ngửi lên ấy, nghĩa là mình để ngửi hai mùi thì mình có cảm giác là phiên bản perfume nó dày dặn, cái mùi cảm giác là nó kiểu xếp từng lớp rất là dày, còn cái phiên bản này thì nó khá là mỏng. Đấy, đấy là một cái điểm trừ ở em này nếu như mà làm clone của cái phiên bản perfume hay là kể cả phiên bản EP. Thì mình đánh giá là Just I Am King thì nó chỉ ở cái mức là về mùi nó khá giống, nhưng mà về cái độ dày mùi cũng như là cái độ tỏa của nó thì nó có phần chỉ khoảng tầm 7/10 thôi, nó không được hoàn hảo bằng Blue de Chanel. Và một cái điều mà chắc hẳn nhiều bạn quan tâm nữa đó chính là em này thì nó sẽ lưu được ở trên da bao lâu. Tại vì Blue de Chanel thì rất nhiều bạn biết là nó lưu rất là tốt, dù là cái phiên bản ET hay là EDP hay là perfume. Thì phiên bản ET thì chắc là khoảng tầm 9-10 tiếng, phiên bản EDP so với phiên bản perfume nó không có sự khác nhau quá là nhiều về cái độ lưu cũng như là độ tỏa. Nó xem tầm 10-12 tiếng là chuyện bình thường. Thì một cái điểm trừ nữa, một cái điểm mà nếu như các bạn so sánh nó là clone của Blue de Chanel thì em này nó chỉ lưu được khoảng tầm 7-8 tiếng ở trên da thôi. Độ tỏa thì nó bằng, nhưng mà độ lưu thì nó chỉ được tầm 7-8 tiếng trên da. Đó là những cái điều mà các bạn cần biết nếu như các bạn định mua chai nước hoa này. Vậy thì chúng ta có nên mua chai nước hoa này hay không? Thì thứ nhất, đây là chuyên mục nước hoa clone. Và chắc chắn rồi, một cái mùi clone giống đến như vậy thì mình rất khuyến khích các bạn mua. Đây là mình nói rằng là nếu như bạn nào không có, bạn học sinh, sinh viên, không có tiền là một. Thứ hai là bạn thích một cái mùi giống với Blue de Chanel. Tại vì nhiều khi có những người lựa chọn những cái mùi giống nhau, như mình chẳng hạn, mình cũng sẽ lựa chọn những cái mùi giống nhau với một cái mức giá rẻ hơn, một cái hiệu năng nó cũng xem. Thì mình sẽ lựa chọn cái em rẻ hơn. Tại vì mình không rảnh để lúc nào cũng có thể mang em này ra, xong rồi đi khoe, xong rồi cất vào túi để mang đi, xong rồi bảo là ê, tao xịt mùi của Blue de Chanel này. Không phải clone đâu bạn ơi, không phải clone đâu bạn ơi. Mình bỏ số tiền 3 triệu mấy ra mình mua một chai nước hoa mà, không phải clone bạn ạ. Còn với cá nhân mình ý, thì mình có thể mang một cái mùi hương giống, mình có chả cái gì phải nói với người ta là mình xài Blue de Chanel. Tại vì với cá nhân mình thì mình cảm nhận rằng là chỉ cần ngon bổ rẻ, cái người thông minh trong cái việc dùng nước hoa, không nói chơi nhá, dùng nước hoa, đó là chúng ta lựa chọn được những cái sản phẩm ngon bổ rẻ. Và nhân đây thì mình cũng tóm tắt luôn cho các bạn, đó là em này thì nó sẽ phù hợp với cái thời điểm và với cái phong cách như nào. Thì các bạn biết rằng là Blue de Chanel là một chai nước hoa đa dụng, gần như nói là như vậy. Ra nếu mà để mà khó tính thôi là xài được mùa Hà Nội không thì Blue de Chanel chắc là chỉ có phiên bản ET này, nếu như chúng ta cố xịt thì sẽ xài được Hà Nội. Còn em này thì mình nghĩ là với những ngày trời mát mẻ tầm dưới 30 độ thì các bạn có thể xài được. Và càng về những cái phiên bản sau của Blue de Chanel thì nó càng già dặn, nó càng trưởng thành và nó có độ dày mùi, như là nó sẽ có xu hướng chuyển sang những cái mùa thu và mùa đông tầm dưới 25 độ hơn. Thì với chai nước hoa này bạn có thể sử dụng tốt trong cái thời tiết đó là tầm chắc là dưới 30 độ là các bạn có thể xài được. Cái thứ hai đó là dành cho những anh em nào thích cái một cái phong cách nó có phần sang trọng, đa dụng này, rồi ăn mặc chỉnh chu, đừng quần ngố xong rồi mặc áo hoodie thì nó không hợp. Em này thì lúc nào nó phải gọi là chỉnh chu gọn gàng một tí thì có thể xịt được rồi. Và cái mùi hương này thì các bạn phải xịt đi làm văn phòng rất là ổn. Với cá nhân mình thì chắc là các bạn nào tầm 22-23 tuổi đã có thể xịt được mùi hương này. Các bạn không thể nào 18-20 tuổi các bạn xịt cái mùi hương này. Tại vì mình đã nhìn thấy là có những bạn học sinh vẫn mặc những áo học sinh luôn, các bạn xịt cái mùi hương của Blue de Chanel thì mình cảm giác là nó hơi kịch cỡm, nó như kiểu các bạn đang cố gồng mình lên để trở thành một cái người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông kiểu thu hút phụ nữ. Nhưng mà thực sự là mùi hương nếu như không biết cách lựa chọn phù hợp thì nó rất là khó.
và nó có một cái gì đấy cả cảm giác bạn đang cố, bạn đang đú ấy, kiểu như vậy. Thì mùi hương này mình khuyên là tầm 23 tuổi trở ra các bạn xịt được nhá. Và xài trong môi trường Sài Gòn cũng ổn, cái giá nó chỉ bằng 1/3 em này. Và thay vì mua một chai nước hoa này, các bạn để mua bài em này, bài này chắc xịt tầm nhanh tầm 6-7 năm hết được. Và vừa rồi đó là cái chia sẻ của mình về Jack I Am King Lip Perfume. Vâng, tôi là vua của nhà Jipalis, một trong những chai nước hoa clone rất giống với Blue de Chanel. Và nếu như bạn thấy video này hay, hay là bạn đã sử dụng chai nước hoa này rồi, thì cũng rất là mong bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở phía dưới để cho mình và mọi người cùng biết. Tại vì ngoài cái cảm nhận của mình ra thì những cái cảm nhận của các bạn nó cũng rất là quan trọng cho những người nào đang lựa chọn, đang lăn tăn về một mùi hương. Và nếu thấy video hay đừng quên like, share nhá. Bye bye.